Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức cuộc họp thông qua kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022, kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng 3 lên hạng 2 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương tỉnh Hưng Yên năm 2022, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trung học phổ thông từ hạng 3 lên hạng 2 năm 2022 chủ trì cuộc họp. Kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Hưng Yên năm 2022 có 100% trên tổng số 229 thí sinh trúng tuyển. Đối với kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trung học phổ thông từ hạng 3 lên hạng 2 năm 2022 có 994 trên 995 viên chức trúng tuyển. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đánh giá tất cả các bước nội dung, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện việc thi nâng ngạch xét thăng hạng được thực hiện đúng quy định, việc tổ chức chấm thi được thực hiện nghiêm túc, đồng thời yêu cầu hội đồng thi và hội đồng xét thăng hạng hoàn thiện dự thảo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả chấm thi và xét thăng hạng công khai kết quả trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Cổng thông tin điện tử của tỉnh tiếp nhận đơn phúc khảo và chấm phúc khảo nếu có, các đơn vị có liên quan thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu liên quan đến kỳ thi, kỳ xét thăng hạng theo quy định.